ơi, chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang ở biển Vũng Tàu, chính xác ra là khu ở Long Hải, Long Điền gì đấy các bạn. Thì hôm nay mình đi lên đây mình đi chơi, mình ra bãi biển này. Đây cho các bạn xem được sau lưng mình là biển đấy. Hôm nay thì biển nó rút ra xa. Đây đây, đằng sau này là đất liền này, các bạn thấy không? Đây, nước biển nó rút ra xa như thế này đấy. Thì khi mà rút ra thì nó sẽ lộ ra cái bờ biển. Đấy, các bạn thấy rằng là sau lưng mình, các bạn, đây bị bắt nghêu. Chúng ta sẽ cùng đi xem coi là họ bắt nghêu như thế nào nhá. Cho em quay cái bịch nghêu cái nào. Ồ, đây mới là con nghêu này. Còn cái đây là gọi là con rắc. Như cái con này mình sẽ về nấu món gì nhỉ? Về mình ngâm xong cái là mình lấy cái thịt của nó rồi mình xào. À, cũng nấu như con hến đấy à? Đúng rồi đấy, à, hến. Dạ. Còn cái con to to này là con nghêu. Ờ, đấy là con nghêu mà giống như kiểu là đấy mới là nghêu biển á, còn người ta mà bán ở chợ là nghêu nuôi. Cào cào như thế này. Đấy thì nó ở dưới dưới biển đấy các bạn. Muốn biết là cái con này to nhất hay chưa thì chúng ta sẽ đi dòng dòng sang đây. Đây. Ở đây có một cái bịch rất là lớn luôn. Đâu vừa nãy bắt được cái con gì vậy? Thả nó đi, chạy mất rồi. Con sao biển đâu, con sao biển đâu? Con sao biển hả? Đi nào. Con này còn sống hay là chết rồi? Con sống. Nó bơi, bỏ xuống nước nó bơi. À, bỏ xuống nước là nó bơi ạ. À, nãy bỏ xuống nước. Dạ. Đây, chú bỏ xuống nước để xem nó có bơi không nhá. À đúng rồi, nó đang di chuyển này. Nó đang di chuyển đấy các bạn. Không phải do nước cuốn nó trôi đâu nha, nó đang bò đấy. Có còn những cái con hải sản nào cho anh xem với nào. Cái con này là con nghêu đúng không? Ủa hô trời ơi, to chứ này. To ghê luôn. Các bạn nhìn thấy rằng là con nghêu rất là to. Nguyên một bình này là bình nghêu. Đây cũng nghêu. Con này con khác này, con rắt hay con chan chan thì đấy không rõ. Còn con này là con ốc. Con đấy có ốc mỡ. Ốc mỡ. À dạ, đây là con ốc mỡ này các bạn. Thú vị nhỉ. Đây. Sao biển là bắt về chơi hay là bắt về làm gì ta? Nó về ngâm rượu. Ngâm rượu. Ồ, đây những cái chân của nó chuyển động này các bạn. Những cái chân của nó chuyển động này. Thả nào nó bò được. Wow. Này thú vị quá. Vậy thôi, mà họ cứ họ mày 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 họ ăn đấy. Họ cứ luộc lên xong họ cứ họ mày mày rồi này. Luộc. Ốc luộc. Đấy mà nó đang có này. Dạ. Đâu xem còn hải sản gì nữa không? Như thế này là mình mang về là mình ăn luôn này. Ngâm nước, ngâm nước cho nó cát đi. Tức là mình sẽ ngâm nước cho nó hết cát đi. Ngâm nước biển á. Dạ. Ngâm hết cát xong rồi là bỏ xào hành mỡ hay là xào xả ớt. Đấy các bạn thấy vui không? Sống ở gần biển có rất là nhiều cái thú vị. Đây chúng ta sẽ đi sang bên này. Chúng ta xem các gia đình khác hoạt động thế nào để xem chúng ta có tìm kiếm được cái con gì nó mới lạ không. Ở đây mình nhìn thấy có cái... Wow, mình nhặt được con ốc rồi các bạn. Để cho các bạn quan sát cận cảnh này. Wow. Chú bắt con cá ra xem nhá. Không, chạy. Nó chạy hả? Ok ok. Bắt tắt tắt thôi. Wow, cá này các bạn. Các bạn nhìn thấy con cá này. Con này là con cua. Ok, thôi được rồi, chú cảm ơn nhá. Sang bên này thì mọi người tản sang ở bên kia rất là xa rồi các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ quay lại nhá. Rất là thú vị. Thế là xua cho nó nổi lên hả? Xua cho nó nổi lên rồi đợi cát nó chìm xuống và nhìn cái lượm. Quá là bá đạo luôn các bạn. Rất là nhiều luôn. Nó nổi lên. Đây. Ok, thế bây giờ chúng ta ra độ của chúng ta nhá. Rồi thì đấy là cái video ngắn mà hôm nay mình muốn gửi đến cho các bạn. Đấy, thì tình cờ mình đi chơi, mình gặp thì mình quay cho các bạn xem thôi. Đây, cho các bạn xem lại một lần nữa cái khung cảnh xung quanh. Đấy, rất là nhiều điều thú vị ở biển. Rồi, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.